Hello cả nhà, rất vui được gặp cả nhà Hiên. Thì Yến vừa làm xong một cái bình hoa để bàn thờ, hoàn toàn bộ là bằng hoa ly hết Hiên. Đó, thì bình hoa này Yến sử dụng là một bó hoa ly hồng ha. Lá để Yến sử dụng là lá, đây là lá thiên tuế nè, đây là lá thiên mộc lan nè, và đây là lá dương xị pháp. Cả nhà có thể thay da lá dương xị pháp bằng lá nguyệt quế nếu như mình không kiếm được lá dương xị pháp Hiên. Rồi, thì cách làm cái bình này như thế nào, cách để mà mình buộc xốp vô cái bình này ra sao thì mời mọi người theo dõi clip sau đây. Rồi thì đây là cái cục xốp ha. Đây mọi người sẽ nhìn thấy cái khay Yến đựng ha, Yến chèn hai bên để Yến đựng cái cục xốp này nó đứng lên. Rồi bây giờ Yến sẽ đặt lên trên đây. Rồi để cục xốp này nó không có bị gì gọi là đổ á thì mình sẽ dùng cái băng keo như thế này nha. Thank you.
mình để vô nguyên cái bình để mình trưng ở nhà của mình á, thì mình hẳn mua ly nhiều mai, có nghĩa là nhiều bông trên cùng một nhánh á. Khi mà mình cắm như thế này á, mà mình cắm dính tay quá thì mình sẽ không có tận dụng được hết những cái nhánh ly ha. Thì có những đoạn mà mình cần cắt dài như thế này nè, mà nếu mà nó có nhiều tay á thì rằng là mình không có gọi là biến tấu được nó những cái dạng dài ở trong bàn thờ.
rồi Yến đã hoàn tất xong cái bình hoa để bàn thờ của mình ha. Yến chỉ sử dụng hoa ly thôi, thì ở đây Yến sử dụng là gần như là gần một bó hoa ly hen. Rồi lá đệm Yến sử dụng là lá, thứ nhất là lá thiên tuế nè, thứ hai là lá thiên mộc lan nè, và chỗ này là Yến sử dụng gọi là lá liên sĩ pháp thôi ha. Rồi tạo hình cũng rất là đơn giản, thì chúc cả nhà sẽ thành công với cái bình hoa ly dâng lên bàn thờ này hen. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo.